sự khác biệt về bữa cơm phim trường của sao Cbiz ngày ấy bây giờ. Xưa toàn cơm hộp giá rẻ vẫn đóng phim giỏi. Giờ thực đơn thịnh soạn như ông vua bà hoàng nhưng diễn xuất 3 chấm. Thời gian này, chuyện cơm nước trên phim trường của dàn sao Hoa Ngữ bỗng trở thành đề tài được nhiều người nhắc đến. Cũng nhờ thế mà công chúng mới nhận ra những bữa cơm phim trường của ngày ấy bây giờ đúng là quá khác biệt đó. Và nhiều người cũng cho rằng chính sự khác biệt ấy đã góp phần khiến phim ảnh Hoa Ngữ xuống dốc. Tại sao thế nhỉ? Dàn sao xưa. Ngày xưa, chuyện cơm nước của sao Hoa Ngữ đơn giản lắm. Đều là tổ hậu cần đảm nhận việc đặt cơm và gọi món, dàn diễn viên từ chính đến phụ đều ăn cơm hộp như nhau. Nếu là người địa vị cao thì sẽ được ưu ái thêm đùi gà hay đồ ăn mặn, còn không thì cho gì ăn nấy. Bằng cách này, thời gian ăn cơm sẽ được rút ngắn để đẩy nhanh tiến độ làm việc. Quan hệ và diễn xuất các diễn viên cũng được củng cố vì có thể vừa ăn vừa chia sẻ chuyện đời hay bày cho nhau bí kíp nhập vai. Cũng nhờ thế mà Dương Mịch mới có những khoảnh khắc ăn cơm phim trường để đời, đến bây giờ vẫn được người ta nhắc lại mãi. Chẳng còn dáng vẻ sang chảnh quen thuộc, cô nàng khiến khán giả giờ khóc giờ cười khi diện những món đồ bộ cực kỳ giản dị, ngồi ăn cơm ngoài trời rất thân thiện chứ chẳng hề hành xử ngôi sao một chút nào. Hay Lưu Thi Thi và đoàn phim Bộ Bộ Kinh Tâm ngoài cơm hộp thì đôi khi còn được đãi bằng những món ăn do nhân viên hậu cần nấu. Ngon hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn là rất vui. Có lẽ nhờ thế mà dù Bộ Bộ Kinh Tâm đã quay hơn 12 năm rồi, nhưng quan hệ giữa dàn diễn viên chính và phụ vẫn rất tốt, không ít người là bạn thân đến tận bây giờ. Ngay đến Thiên Vương Hồng Kông Lưu Đức Hoa cũng chưa bao giờ đòi hỏi được ưu tiên trong đoàn phim đâu. Anh thường xếp hàng để nhận cơm như mọi người, ngồi xổm ăn hệt diễn viên quần chúng. Gần gũi và thân thiện là thế, bảo sao người ta khen anh có nhân cách vàng. Dàn sao bây giờ? Theo sự phát triển của thời đại, địa vị dàn sao cũng ngày càng cao, đãi ngộ của họ ở đoàn làm phim cũng khác biệt hoàn toàn. Dàn nam nữ chính đều có xe riêng luôn chờ sẵn ở phim trường, ăn uống ngủ nghỉ đều tập trung ở đó. Xong việc của mình là họ chẳng buồn nán lại nơi quay phim, cứ ở lì trong xe cho đến khi được nhân viên gọi ra. Chuyện cơm nước của họ vô cùng thịnh soạn, có khi còn thuê cả đầu bếp riêng nữa cơ. Ví dụ như Angela Baby từ 8 năm trước đã gây chú ý khi khoe những bữa cơm riêng trên xe của mình. Nhờ dựa hơi chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh mà cô được o bế như bà hoàng, cơm bưng nước rót tận nơi. Thay vì nghiên cứu kịch bản hay học hỏi kinh nghiệm từ tiền bối, cô dành toàn bộ giờ cơm cho việc cày game. Trương Dư Hi hay Quan Hiểu Đồng đi đâu cũng có mẹ theo cùng. Chuyện cơm nước hàng ngày của họ đều do phụ huynh một tay chuẩn bị. Nếu Quan Hiểu Đồng toàn đồ heo thi giữ dáng, thì Trương Dư Hi như đang ở nhà hàng vậy, mâm cơm nào cũng vô cùng thịnh soạn. Còn Cảnh Điềm và Bạch Lộc lại thích thuê đầu bếp riêng để đáp ứng yêu cầu ẩm thực của mình. Thế nên họ có thể ăn đủ món từ Á đến Âu, bữa cơm nào cũng khiến khán giả phải mắt chữ A mồm chữ O vì sắc vị đều đủ. Nếu không nói đang ăn cơm ở phim trường, khéo khán giả còn nhầm lẫn hai người đẹp này đang vào nhà hàng nào đó nữa cơ. Nhiều người cho rằng, chính vì những đặc quyền ấy mà dàn sao bây giờ khó sánh bằng lứa tiền bối. Họ không chỉ bị đánh giá thấp về kỹ năng nhập vai mà còn thiếu sự chuyên nghiệp lan xả với nghề diễn. Theo khán giả, chính nhờ những bữa cơm phim trường mà diễn viên mới có cơ hội trau dồi kinh nghiệm, thảo luận về nhân vật, nâng cao chất lượng phim ảnh.